Ok, hai xin các bạn. Và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình ha. Và mình là Stubber Gaming kia các bạn. Và trước mặt của các bạn đây là những người anh em siêu nhân thần kiếm ha. Thì ngày hôm nay những người anh em siêu nhân thần kiếm đang đi tuần ở quanh khu nông trại này các bạn. Thì ngày hôm nay á thì biệt đội siêu nhân thần kiếm á, nó nghe đâu á là ở trong đây á thì xuất hiện á khá là nhiều tên tội phạm như đây để cướp gia súc của người dân ở trong đây đó các bạn. Đây nè, gia súc rồi nè các bạn. Đó, và cái chuyện này á nó diễn ra rất là liên tục ha. Cho nên á là tụi mình á đã hỗ trợ người dân ở đây để đi tuần và để xem thử á là cái kẻ mà dám vô đây á để ăn trộm công sức người dân là ai các bạn ha. Đây, lúc mình đang đi á thì đột nhiên mình cái điện thoại các bạn ơi, không biết ai điện cho mình đây. À, thì ra là những người anh em siêu nhân thần kiếm Master Sensei á đã điện cho mình các bạn ạ. À, đây là gọi là những người anh em siêu cấp hơn mình một chút xíu ha. À, lâu lắm rồi á thì những người anh em siêu nhân thần kiếm thường này á mới gặp lại được những người anh em siêu nhân thần kiếm Master Sensei á các bạn. Ai à, vui quá vui luôn các bạn ha. Trời ơi các bạn coi nè, cái bản Funky Server Center bị mấy thằng trộm này cho nó bắn một cái một lũng nguyên lỗ lớn luôn nè, ác thiệt chứ. Đây, bây giờ tụi mình sẽ đi qua bên chỗ quán cà phê để gặp mấy người anh em siêu nhân thần kiếm Master Sensei ha. Không biết á là có dịp gì á mà họ lại xuất hiện ở đây nữa các bạn. Ok, thì cái điểm gặp họ là ở đây ha. Cho các bạn nào chưa biết á thì siêu nhân thần kiếm Master Sensei ngày hôm qua họ đã đi bắt một con ma nữ các bạn ơi. Thì con ma nữ này rất là dữ, nó trốn ở trong gọi là cái nhà xác á các bạn. Khi mà những người anh em siêu nhân thần kiếm Master Sensei đi vào trong đó để điều tra về cái chết của một cô gái bị tai nạn, thì đúng là cô gái đó luôn các bạn ha. Và nó đã thức dậy và biến thành một con ma. Và những người anh em siêu nhân Master Sensei đã chiến đấu với nó một cách gọi là rất là quyết liệt và đã ngăn chặn được tụi nó các bạn. Chứ để mà mấy ông bác sĩ á hay là người thường hay là người dân vô á mà gặp cái con ma nữ đó chắc là chết nó luôn á các bạn ạ. Nhưng cũng may nhờ có mấy anh siêu nhân thần kiếm Master Sensei ha. Ấy nè anh trai, cho em qua cái đường không anh trai. Trời ơi anh trai đã chạy chậm mà còn chạy trước mặt người ta nữa, buồn mấy anh trai lắm á. Uầy, lâu lắm rồi chưa gặp các bạn ha. Tại vì á mấy ngày hôm nay á thì biệt đội siêu nhân thần kiếm á các bạn cũng ít có hoạt động ha, do là cái nhiệm vụ của họ đã được những người anh em siêu nhân đội trưởng đảm nhận lại rồi. Chỉ khi á mà có những nhiệm vụ quan trọng nào đó thì biệt đội siêu nhân thần kiếm mới đứng ra để làm thôi. Quẹo nè. Ê, trời ơi là trời, ngày nào mình đi mình cũng lấy hả vài cây cột đèn với lại vài cái bảng đó các bạn ơi. Mình lấy luôn cái xăng luôn các bạn ạ. À, ai cái này không được nha, cái này mà đụng vô nổ cháy đầu luôn các bạn ơi. Đây đây đây, đây các bạn, đây chính là quán cà phê mà ngày hôm nay mình sẽ gặp những người anh em hả siêu nhân thần kiếm Master Sensei của mình nữa. Không biết dạo này mấy ảnh sao rồi. Xuống xe anh em. Bộ siêu nhân thần kiếm này cực kỳ đẹp luôn nha các bạn, nhìn quá phê. Lại là quán cà phê quen thuộc Búp Qua Sơ các bạn ơi. Đó, là kêu. Ôi, cái gì vậy? Uầy, what the hell going on? Đó, người anh em. Ê, hello người anh em thần kiếm Master Sensei ở đâu chuyện lầu gớt xuống nhà ba gớt thiệt. Tự nhiên thử cho nó rớt xuống các bạn ơi, what the hell thiệt. Nãy mình nãy các bạn có nghe tiếng đèn vỡ không, giống như là tự trên tuột xuống đụng cái chúng đèn để vỡ không đèn nhé.
Vãi thật. Xin chào những người anh em siêu nhân Master Sensei. Ê, nè, hôm nay á không biết á là các bạn á gọi á tụi tôi qua đây có chuyện gì không vậy? À, thần kiếm đội trưởng hả? Ngày hôm nay á tôi tính gọi mấy anh qua để thông báo cho anh á một cái tin á là từ ngày hôm nay đã có sự xuất hiện của những người anh em thần kiếm Master Sensei của tôi rồi á. Chúng tôi sẽ đảm nhiệm nhiệm vụ các anh. Các anh không cần phải ở trong thành phố hay làm bất cứ nhiệm vụ gì nữa. Các anh có thể về và nghỉ ngơi được rồi. Sau này á, mọi chuyện sẽ do chúng tôi tiếp quản. Ây da, sao được anh trai? Anh nói gì kỳ vậy? Thì anh làm một phần. Một phần á, thì tụi em làm được vậy? Có gì á mà bắt tụi em phải nghỉ? Thì là do á, tụi tôi á cao cấp hơn tụi anh. Cho nên á, thì tôi có quyền. Các anh không thấy những chiếc áo Master Sensei á đang khoác trên người của tụi tôi à? Như đây thôi á thì cũng đủ làm cho bọn tội phạm khiếp sợ rồi. Các anh á đi về nhà nghỉ ngơi đi, và tốt nhất cũng nên lột bộ đồ các anh ra luôn đi. Tại vì á các anh cũng như tụi tôi, mà tụi tôi á lại còn siêu cấp VIP rộ hơn cái tụi anh nữa. Ơi, nói thì nghe buồn nha mấy anh Master Sensei, thì chuyện ai hứa làm, các anh làm một chuyện với anh, tôi làm chuyện của tụi tôi. Tại sao lại phải kêu tôi? Không được đâu. Chuyện này không thể nào được. Tôi không chấp nhận. Nếu như anh không chấp nhận thì tụi tôi á sẽ ra tay thanh trừng mấy anh. Tại vì một đất không thể nào có hai cọp. Một siêu nhân không thể nào có hai hệ. Chỉ một hệ cao cấp VIP Pro nhất thôi. Hãy professional chút xíu đi. Những người yếu hơn. Cái gì? Anh nói là tôi yếu hơn anh hả? Chưa chắc đâu nha. Chưa đụng thì chưa biết ai hơn ai đâu. Đừng có nghĩ khoét lên người cái bộ áo Master Sensei này. Muốn nói gì nói. Nè, các anh muốn sao? Bây giờ á, hay là các anh á muốn va chạm thử? Nếu mà va chạm á thì các anh chắc chắn sẽ là người thua. Cho nên hãy biết mình biết ta. Ok, nếu anh nói vậy á thì chơi thôi. Tôi á sẽ chọn địa điểm chơi. Đây là quán cà phê của hả công cộng, không thể nào chơi đây được. Đây, tôi sẽ dẫn anh vào chỗ này. Này, thằng Master Sensei này không cần nhìn mặt luôn các bạn ơi. Nó dám sỉ nhục anh em tụi mình. Bây giờ mình sẽ chạy một địa điểm khác để chơi cho nó các bạn ha. Lên xe anh em. Bây giờ mình ra sân bay đi các bạn ơi. Đó, ở đây trống lỏng, không có ai hết, không có xe cộ gì hết, sẽ không làm ảnh hưởng đến tất cả mọi người ha. Rồi, ở đây nè các bạn. Ok. Rồi, chuẩn bị vũ khí anh em để đón tiếp mấy cái thằng mà tự nhận á là siêu nhân thần kiếm Master Sensei mạnh hơn tụi mình. Tụi mình á dù sao á cũng là 50-50 cho nó thôi, chứ không có thua nhiều lắm đâu các bạn. Các bạn cứ yên tâm. Đây, ngày hôm nay vẫn là những cây ba chỉ huyền thoại của những người anh em Super Sentai tụi mình. Cầm cái này đi bắt chó thì sao các bạn? Ác lắm nha. Để test thử cái cây tụi mình coi. Ui ui, má cây đập ghê lắm nha các bạn. Cây ba chỉa. Cây ba chỉa này là của mấy anh em Sài Gòn ha các bạn ha. Còn cây phóng lợn là của mấy anh em miền Bắc. Rồi, quá dữ luôn rồi các bạn. Bây giờ chờ tụi nó qua cái này chơi thôi. Đánh dấu chủ quyền các bạn ha. Hey kìa các bạn ơi, tụi nó đã xuất hiện rồi kìa. Ai à, ui, thần kiếm đỏ trưởng Master Sensei,
Không sử dụng vũ khí luôn hả? Ảnh gì ba? Ây da. Trời đất em ơi. Này, Master Sensei nè. Ủa, ông nội này không chơi vũ khí luôn các bạn. Chơi thiệt. Ây da. Tao một hồi không sử dụng vũ khí thì bây giờ lấy vũ khí rồi kìa. Mình tưởng nó bản lĩnh tới vậy. Cho tay không có tụi mình chứ. Này thì Master Sensei nè. Này là gà nhà đã đá nhau các bạn ha. Gà nhà chơi nhau. Giữa những người em sử dụng thần kiếm với nhau các bạn. Sao để đánh anh em tụi mình quá vậy trời vậy. Ây da chết người anh em thần kiếm nhàn của mình rồi. Trời ơi, chết luôn thần kiếm xanh vàng của mình luôn rồi. Bật dậy thật. Ồ, anh em đánh yếu quá vậy. Đi các bạn ơi, tụi nó là sensei các bạn ơi. Cho nên là nó có lợi thế hơn tụi mình. Hồi đúng rồi, tụi nó mạnh thiệt các bạn ạ. Đây mình vẫn còn cô em thần kiếm vàng của mình. Vẫn có thể là chống đỡ được các bạn ạ. Mày. Chết mày đi. Một anh Master Sensei đã ngã ngựa. Ây da, cô em của mình đang chịu đòn rất là ghê luôn các bạn ơi. Nè. Hai anh Master Sensei đã ngựa ba thằng rồi đó các bạn ha. Ủa cô em vàng của mình. Ây da trời ơi, tự nhiên dấp té luôn các bạn. Bây giờ 2-2 nè. Trời. Đi chưa? Trời ơi, chưa đi luôn các bạn ơi. Master Sensei tím ha. Nè. Không cho mày đứng dậy luôn. Ê da, ủa em vàng của mình đâu rồi? Ê vẫn còn sống các bạn ơi. Mình tưởng nó đi rồi chứ. Mới nhảy vào mình. Đây là Master Sensei đỏ cũng cứng quá các bạn ơi. Đây nó là đội trưởng mà. Nó là nó cũng hơi trâu. Nè. Thôi à, vậy là còn lại một mình mày thôi. Master Sensei đỏ đội trưởng. Thần kiếm mà dám chơi nhau hả? Ây da, của em thần kiếm vàng của mình trâu quá. Vẫn còn để hốt được. Dám giỡn mặt à? Dám giỡn mặt rồi tôi. Trời ơi. Em gái thần kiếm mình sung quá các bạn ơi. Đứng dậy mà chơi. Rồi đi luôn rồi các bạn. Ấy à, chưa đi. Anh em đại chiến nè. Đứng dậy. Né chứ. Chết đi. Chết đi. Ủa thật sự các bạn. Ăn đòn no luôn Sensei. Này thì Master Sensei. Đánh vô cái đầu của Master Sensei. Nè. Chết đi. Ý da, trời đánh kìa. Nè, còn đứng vậy nè. Rồi rớt vũ khí là thua rồi các bạn. Ha. Này á, thì dám chơi với tụi tôi nè. Ây da, vậy là tụi mình đã chiến thắng rồi các bạn. Với lại cô nàng á, thần kiếm vàng của mình. Trời ơi, con gái mà chiến đấu quá sung. Đây, đây cũng là một cô nàng á,
thần kiếm dạng mà Master Sensei luôn. Mà nằm rồi các bạn. Mà cô gái của mình á thì vẫn đứng vững. Nè, này thật chơi nè. Rồi, cái ông nội thần kiếm này á các bạn. Màu thì khá đẹp, khá đặc biệt. Mà còn có thêm một cái dao găm đằng sau nữa. Quá chất luôn các bạn ha. Nhưng mà hai này thì cũng đều nằm từ sớm rồi các bạn. Đó. Vậy á là các bạn đã biết á, giữa Master Sensei á với lại thần kiếm ai mạnh hơn đúng không? Đó. Master Sensei cũng mạnh lắm nha các bạn. Nhưng mà tại gặp tụi mình thôi, tụi mình cũng là thần kiếm mà. Cho nên tụi mình biết hết những cái sức mạnh của tụi nó nằm ở đâu. Đó. Và tìm một biện pháp chơi được. Rồi, ok các bạn. Và như vậy á, thì video của tụi mình tới đây kết thúc nha. Và cảm ơn tất cả các bạn đã xem một clip của mình. Và nếu như các bạn thích thì hãy nhớ cho một like, một subscribe. Nếu như các bạn có yêu cầu lấy ý kiến thì hãy comment ở bên dưới nha. Còn bây giờ thì mình là Stubborn Gaming. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người.